Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Để qua mặt chủ nợ, một phụ nữ ở xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã hoang báo bị cướp 300 triệu đồng. Phản ánh của khán giả Xuân Phương, số điện thoại 0378 3 số cuối 113. Người dân và du khách đến tham quan Đài Phật Trắng, Nha Trang đều không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng nhếch nhác ở nơi trang nghiêm này. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Những công trình kiến trúc biệt thự cổ Đà Lạt đã và đang được các họa sĩ của thành phố Đà Lạt phác họa để ra mắt du khách trong dịp diễn ra lễ hội hoa. Phản ánh của khán giả Đăng Khoa, số điện thoại 0945 3 số cuối 313. Xót xa trước hoàn cảnh một gia đình ở Đồng Trụ, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có con mắc bệnh, 30 năm qua phải nuôi con trong lồng sắt. Chia sẻ của khán giả Trường An có số điện thoại 0989 3 số cuối 678. Thưa quý vị, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Hoa, 35 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, để điều tra về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo tìm hiểu của khán giả Xuân Phương, số điện thoại 0378 3 số cuối 113, thì bà Hoa đã hoang báo bị cướp 300 triệu đồng, hòng qua mặt chủ nợ. Trước đó, ngày 9 tháng 12, Hoa đến Công an huyện Châu Thành trình bày khi đang chạy xe trên quốc lộ 1, theo hướng từ Mỹ Thuận, Trung Lương. Khi đến đoạn xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, thì bị hai thanh niên chạy xe máy từ phía sau vượt lên, giật túi sách của chị Hoa đang để ở trên xe. Tổng tài sản mà chị Hoa trình báo bị cướp là vào khoảng 294 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định không hề có sự việc Hoa bị cướp tài sản. Qua làm việc, với các chứng cứ không thể chối cãi, Hoa thừa nhận tin báo đó là giả. Hoa khai do kinh doanh thua lỗ với số tiền khoảng 4 tỷ đồng, mà thời hạn trả nợ sắp đến, có quá nhiều người đến đòi nợ, nên Hoa đã nghĩ ra việc báo tin giả bị cướp tài sản nhằm tránh bị đòi nợ. Theo khoản B, khoản 2, điều 5, Nghị định 167/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, an toàn xã hội. Hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng. Còn trên địa bàn An Thành, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra một sự việc cướp điện thoại táo tợn. Nạn nhân là một cô gái trẻ bị các đối tượng uy hiếp khi đang mang chim ra cánh đồng để phóng sinh. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối ngày 13 tháng 12. Nhân lúc trời tối, đoạn đường ít người qua lại, nam thanh niên đi xe máy biển số thành phố Hồ Chí Minh đến uy hiếp cô gái, yêu cầu giao nộp toàn bộ tài sản có trên người. Tuy nhiên cô gái không có tiền mà chỉ có chiếc điện thoại. Sau khi lấy được điện thoại, thanh niên rồ ga xe bỏ chạy. Lúc này người đi đường nghe tiếng hô cướp nên đã truy đuổi. Khi đến khúc cua ngay trước nhà máy xử lý nước thải số 1 Tân Uyên thì nam thanh niên không làm chủ được tay lái, tự té xuống đường và bị người dân bức xúc đánh tới tấp khiến người này bị thương nặng phải nhập viện. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt bảo vệ hiện trường. Nguyên nhân đang được công an thị xã Tân Uyên điều tra làm rõ. Tối ngày 13 tháng 12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên xã Long Tân – Bù Nho, đoạn qua thôn 2 xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Hai chiếc xe máy đấu đầu trực diện tốc độ khá cao khiến một người chết tại chỗ, hai người bị thương. Ghi nhận từ khán giả Hoàng Duy, số điện thoại 0377 3 số cuối 440. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối cùng ngày, anh Lê Văn Duy, 23 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Phú Riềng, điều khiển xe máy không biển kiểm soát, chở theo anh Phùng Viết Trình, 22 tuổi, ngụ cùng xã, lưu thông trên đường liên xã Long Tân, Bù Nho, hướng từ huyện Phú Giềng, Bình Phước đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Long Tân, do chạy xe với tốc độ khá cao, lại lưu thông trong đêm tối, hạn chế tầm nhìn, nên tài xế Duy đã không làm chủ được tay lái,
tông trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát 93N3-6296 do anh Phạm Ngọc Hoàng, 24 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Phú Giềng điều khiển theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh đã khiến anh Duy bị ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Trình và Hoàng cũng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cả hai xe máy đã bị hư hỏng nặng và biến dạng. Vụ tai nạn xảy ra đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem và gây nên cảnh tượng ùn tắc giao thông. Ngay sau đó, Công an huyện Phú Giềng đã có mặt phối hợp với Công an xã Long Tân điều tiết giao thông, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nói trên. Cũng trong tối ngày 13 tháng 12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác cũng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ khi bị xe tải cán qua người. Sự việc đang được Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ. Được biết, thanh niên gặp nạn có tên là Lê Quốc Khánh, khoảng 20 tuổi, quê ở Khánh Hòa. Tối cùng ngày, Công an huyện Thống Nhất mới khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại thị trấn Dầu Dây. Theo camera an ninh ghi lại, anh Khánh đi xe mô tô mang biển kiểm soát 60B7-5460 từ bên trái cầu vượt trên quốc lộ 1A xuống. Do thiếu quan sát đã tông vào hông bánh trước xe tải biển kiểm soát 60C-37453 từ hướng Long Khánh về cua tay trái qua DT-769 tử vong tại chỗ. Vị trí này được coi là điểm đen về giao thông do có hàng loạt các vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tục kể từ khi công trình cầu vượt được thi công. Lại tiếp tục chứng kiến một cái tai nạn chết người thương tâm nữa xảy ra. Những ngày qua, nhiều người đi xe máy khi lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ Bãi Dài đi sân bay Cam Ranh, Nha Trang, Khánh Hòa đều rất khổ sở trước tình trạng ô nhiễm bụi kinh hoàng do các xe ben, xe tải trọng lượng lớn mỗi lần vượt qua mặt, để lại phía sau những bức tường bụi. Theo phản ánh của khán giả Đăng Khoa, số điện thoại 0904 3 số cuối 911 thì có những lúc quá bụi khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Nhiều người đi xe máy buộc phải tấp vào bên lề, chờ bụi bặm qua đi thì mới tiếp tục lưu thông. Nguyên nhân gây ra tình trạng trên do các xe ben chở đất đá chạy liên tục trên tuyến đường này đã để đất đá rơi vãi xuống mặt đường, khiến mỗi lần có các phương tiện lớn chạy qua thì tung bụi, mù mịt. Nhiều người đi ngang qua chỉ còn biết chạy xe theo quán tính, do không nhìn thấy gì phía trước, rất nguy hiểm. Theo đó, tình trạng ô nhiễm bụi như trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nơi đây, gây tác hại nặng nề đến sức khỏe của những người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy phải hứng chịu trực tiếp lớp bụi ô nhiễm này. Rất mong ngành chức năng địa phương sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý các xe ben để rơi vãi đất đá xuống đường, gây nguy hiểm đến các phương tiện khác. Đài Phật Trắng nằm trên đồi trại thủy phía sau chùa Long Sơn là nơi thu hút rất đông người dân và du khách lên tham quan khi đến với thành phố biển Nha Trang.
Tuy nhiên, theo phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914, thì những ngày qua, người dân và du khách khi lên tham quan Đài Phật Trắng tại Nha Trang thì đều không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng nhếch nhác ở nơi trang nghiêm này. Từ nhiều ngày nay, nơi chính diện, lối đi lên đài xuất hiện ngổn ngang các bãi đá, trẻ và đổ chồng chất bừa bãi. Xen lẫn với các vật dụng bàn ghế hư hỏng, bị vứt la liệt, vương vãi, đã biến nơi đây trông chẳng khác nào một bãi rác lộ thiên. Những bãi rác nhếch nhác này vô tình đã phá đi cảnh quan, trang nghiêm, tĩnh lặng, nơi người dân vẫn thường lên để cúng viếng, khiến du khách cảm thấy hụt hẫng khi đến đây tham quan, gây khó khăn cho nhiều du khách khi muốn chụp ảnh lưu niệm tại đây. Bên cạnh đó, con đường dẫn lên Đài Phật Trắng đầy cỏ dại um tùm, không ai chăm sóc, chẳng khác nào như bị bỏ hoang, với từng lùm cây ăn lan trên mặt đường, che khuất nhiều điểm cua ngoặt, gây nguy hiểm rất nhiều đến các phương tiện đưa khách lên đây tham quan Đài Phật Trắng, và đặc biệt là đối với những người đi xe máy. Tình trạng nhếch nhác tại điểm tham quan này đã kéo dài hơn một năm nay, khiến lượng du khách lên tham quan ngày càng thưa vắng. Rất mong ngành chức năng Nha Trang sớm cho dọn dẹp và trả lại nét trang nghiêm cho Đài Phật Trắng. Đến nhiều địa phương ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, những ngày này đang là thời điểm thu hoạch mướp đắng. Không khó để tìm những vườn mướp đắng xanh mướt, chĩu quả từ nhà dân. Hầu hết gia đình nào cũng có ít nhất vài thước trồng mướp đắng, dưa chuột và đều thực hiện đầu tư hệ thống giàn lưới và cọc bê tông để phát triển sản xuất. Khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199 cho biết, mướp đắng bén duyên trên đất Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Cẩm Bình ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh từ rất lâu và trở thành cây trồng chủ lực góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương trong vòng 5 năm trở lại đây. Gắn bó hơn chục năm với cây mướp đắng, dưa chuột. Trước đây nhiều hộ nông dân chỉ trồng vài ba thước, đến mùa thu hoạch thì lại tự đem ra chợ bán. Vài năm trở lại đây, thấy cây mướp đắng cho sai quả lại được giá, nên nhiều gia đình đã mở rộng diện tích, đầu tư hệ thống bét tưới trên giàn nhằm nâng cao hiệu quả. Nhờ kinh nghiệm cũng như chăm sóc cây trồng đúng quy trình, nên năm nào cũng bội thu. Từ đầu vụ đến nay, nhiều hộ đã thu hoạch được hơn 20 triệu đồng từ mướp đắng. Ước tính đến cuối vụ cũng có thêm từ 15 đến 20 triệu đồng nữa. Năm nào được mùa có thể thu hoạch được hơn 50 triệu đồng. Toàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh hiện có hàng nghìn hộ trồng mướp đắng với hàng chục hecta. Đây là các cây trồng chủ lực góp phần phát triển kinh tế địa phương. Còn mướp ngọt thì cũng chưa có như nhiều. Điều đặc biệt, hầu hết diện tích mướp đắng được người dân trồng ngay trong vườn của gia đình, vừa phát triển kinh tế vườn, vừa xây dựng vườn mẫu rất hiệu quả. Đồng thời, người dân ở đây cũng rất tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất rau sạch, chủ yếu bằng phương pháp dụ côn trùng và bắt sâu, nên sản phẩm được người dân ưa chuộng. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ cho du khách tham quan thưởng lãm trong dịp Festival Hoa sắp diễn ra, đồng thời góp phần vào sự thành công của Festival Hoa lần thứ 8, hiện nay nhiều công trình kiến trúc mang hương sắc Đà Lạt đang được các đơn vị cá nhân khẩn trương hoàn thiện. Đối với cung đường Lê Đại Hành, phường 1, những công trình kiến trúc biệt thự cổ Đà Lạt đã và đang được các họa sĩ của thành phố Đà Lạt phác họa để ra mắt du khách trong dịp diễn ra lễ hội hoa.
Ghi nhận của khán giả Đăng Khoa, số điện thoại 0945 3 số cuối 313. Vào những ngày cận kề sắp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt, các bức tranh khắc họa về kiến trúc cổ nổi tiếng của Đà Lạt như Nhà ga Đà Lạt, Dinh Ba, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và Cục Bản đồ ở dọc tường dốc phố đường Lê Đại Hành, phường 1, thành phố Đà Lạt cũng đang được các họa sĩ khẩn trương tô vẽ, chỉnh sửa lại. Bốn bức tranh này đã được họa sĩ Vi Quốc Hiệp và họa sĩ Nguyễn Văn Lại thực hiện vào dịp Festival Hoa năm 2015. Tôi là một họa sĩ của thành phố đã 40 năm nay rồi. Tôi sống ở đây thì rất là được vinh dự được anh em bè bạn và các cái công ty môi trường giao cho làm cái đường tranh này từ năm 2015. Đây là Festival Hoa thứ 6. Thì tôi nghĩ là trách nhiệm rất là lớn bởi vì cái đường to quá, nhưng chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm tốt và cũng được công chúng người ta ủng hộ. Rất hạnh phúc khi đóng góp được một phần nhỏ cho thành phố để làm đẹp thành phố và trang trí những bức tranh cho nó hài hòa, nó phù hợp với là phong cảnh của Đà Lạt. Mình rất thích là đi cái con đường này. Con đường này có những cái hình rất là cổ, rất là đẹp, rất là có ấn tượng. Nó gây cho mình giống như là ở Hà Nội vậy đó, là cái phố cổ, có những bức hình ảnh rất là đẹp. Đây là lần thứ ba những công trình kiến trúc biệt thự cổ tiếp tục được trình làng, qua đó khẳng định vẻ đẹp và sức hút độc đáo từ các công trình kiến trúc cổ của thành phố ngàn hoa. Thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt sắp đến, cùng với nhiều công trình kiến trúc khác, những kiến trúc biệt thự cổ và hàng thông xanh ở Đà Lạt tại phố Lê Đại Hành sẽ là điểm đến tham quan hấp dẫn đối với du khách trong dịp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019. Ngoài ra, dọc tường của dốc phố Lê Đại Hành còn hiện diện thêm những hàng thông xanh mướt, thấp thoáng trong rừng thông là những kiến trúc biệt thự cổ Đà Lạt, một nét đặc trưng riêng của vùng đất ngàn hoa, phố trong rừng, rừng trong phố. Chắc chắn rằng với bức tranh này, dốc phố Lê Đại Hành ở phường 1, thành phố Đà Lạt sẽ là điểm tham quan hấp dẫn của du khách bởi không chỉ là vẻ đẹp của các công trình kiến trúc cổ, của những hàng thông xanh qua các bức họa, mà nơi đây còn là không gian triển lãm nhiều sắc hoa mới. Về với thôn Đồng Trụ, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Ngân, ai cũng cảm thấy xót xa, chia sẻ khi gia đình bà có một người con trai mắc bệnh. Gần 30 năm qua, buộc phải nhốt trong củi sắt, mọi sinh hoạt đều được tiếp tế qua vỏn vẹn một khe cửa sổ. Hơn ai hết, đối với những gia đình éo le này, họ ước ao cuộc sống thanh bình, giản dị, con cái khỏe mạnh. Và đó cũng là những khát khao bình dị giữa cuộc sống đời thường. Cùng tìm hiểu hoàn cảnh này có những hình ảnh được chia sẻ từ khán giả Trường An, số điện thoại 0989 3 số cuối 678. Con! Căn phòng chỉ vỏn vẹn 3m2 này là nơi anh Nguyễn Văn Thiệu ở thôn Đồng Trụ, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, sinh sống gần 30 năm nay. Người con trai gần 50 tuổi của bà Nguyễn Thị Ngân. Cả ngày, người đàn ông lẽ ra phải là trụ cột gánh vác gia đình, song anh Thiệu chỉ biết ăn, ngủ, khóc và cười qua những khe cửa. Do con bị tâm thần từ nhỏ, chưa bao giờ bà Nguyễn Thị Ngân ở thôn Đồng Trụ, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh cho người con bị tâm thần nặng ra khỏi căn phòng này. Một phần vì sợ anh Nguyễn Văn Thiệu lên cơn đập phá đồ đạc. Một phần do sợ con trai lên cơn sẽ đánh người hay là bỏ đi mất. Thương con, nhưng bà Ngân vẫn phải cắn răng chịu đựng, nhốt và nuôi con trong chuồng hàng chục năm nay. Bao nhiêu năm đã qua đi, ô cửa sổ với những song sắt đã hoen rỉ, chứng kiến cảnh người mẹ già đưa từng bát cơm, cốc nước cho con. Căn phòng luôn khóa chặt bằng các song sắt, không giường, không đèn và cũng không điện. Cuộc sống của gia đình bà hết sức khó khăn. Gạo ăn từng ngày
cũng phải căn ke từng hạt. Mỗi tháng hai mẹ con chỉ biết sống dựa vào số tiền ít ỏi từ sự trợ cấp của nhà nước. Được biết, anh Nguyễn Văn Thiệu bị tâm thần nặng từ lúc mới 20 tuổi. Dù ở vào cái tuổi gần 80, nhưng bà Nguyễn Thị Ngân, mẹ anh, vẫn phải chăm lo cho đứa con khờ khạo. Ở vào cái tuổi đã quá thất thập cổ lai hy, cái tuổi đáng lẽ được vui vầy bên con cháu, an hưởng tuổi già, thì người đàn bà này vừa phải chống chọi với bệnh tật, vừa phải lần từng bước đi phục vụ con. Sự đau khổ của bà Ngân quả là quá lớn và không có ai động viên nhau vượt qua những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời. Chẳng rõ quãng đường có còn dài nữa hay không, nhưng sự kiên nhẫn của những người làm cha, làm mẹ như bà Nguyễn Thị Ngân ở thôn Đồng Trụ, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh dường như đã chắt đến giọt nước cuối cùng. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Hoa, 35 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, để điều tra về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trước đó, người này đã đến trình báo cơ quan chức năng bị cướp gần 300 triệu đồng. Qua làm việc với các chứng cứ không thể chối cãi, Hoa thừa nhận là tin giả. Hoa khai do kinh doanh thua lỗ với số tiền nợ khoảng 4 tỷ đồng, mà thời hạn trả nợ sắp đến, có quá nhiều người đến đòi nợ, nên Hoa đã nghĩ ra việc báo tin cướp giả nhằm tránh bị đòi nợ. Phản ánh của khán giả Xuân Phương, số điện thoại 0378 3 số cuối 113. Tối 13 tháng 12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên xã Long Tân Bù Nho, đoạn qua thôn 2 xã Long Tân, huyện Phú Diềm, tỉnh Bình Phước. Hai chiếc xe máy đấu đầu trực diện tốc độ cao khiến một người chết tại chỗ, hai người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến và gây ủn tắc giao thông. Ngay sau đó, công an huyện Phú Diềng đã có mặt phối hợp với công an xã Long Tân điều tiết giao thông, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ghi nhận từ khán giả Hoàng Duy, số điện thoại 0377 3 số cuối 440. Những ngày vừa qua, nhiều người đi xe máy khi lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ bãi dài đi sân bay Cam Ranh, Nha Trang, Khánh Hòa đều rất khổ sở trước tình trạng ô nhiễm bụi kinh hoàng do các xe ben, xe tải trọng lớn mỗi lần vượt qua mặt để lại phía sau những bức tường bụi. Nhiều người đi xe máy buộc phải tấp về lề, chờ bụi bặm đi qua rồi mới dám tiếp tục lưu thông. Phản ánh của khán giả Đăng Khoa, số điện thoại 0904 3 số cuối 911. Gần một năm nay, tại nơi chính diện lối đi lên đài Phật Trắng nằm trên đồi Trại Thủy phía sau chùa Long Sơn, nơi thu hút rất đông người dân và du khách lên tham quan khi đến với thành phố biển Nha Trang, lại xuất hiện những cảnh tượng nhếch nhác ở nơi nghiêm trang do rác bủa vây. Đề nghị ngành chức năng cần vào cuộc sớm trở lại cảnh quan cho một điểm du lịch hấp dẫn. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 911. Đến với nhiều địa phương ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, những ngày này đang là thời điểm thu hoạch mướp đắng. Không khó để tìm những vườn mướp đắng xanh mướt trĩu quả từ nhà dân. Hầu hết gia đình nào cũng có ít nhất là vài thước trồng mướp đắng dưa chuột. Hầu hết các hộ dân đều thực hiện đầu tư hệ thống dàn lưới và gọc bê tông để phát triển sản xuất. Chia sẻ của khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Để phục vụ cho du khách tham quan thưởng lãm trong dịp Festival Hoa sắp diễn ra, đồng thời góp phần vào sự thành công của Festival Hoa lần thứ 8, hiện nay nhiều công trình kiến trúc mang hương sắc Đà Lạt đang được các đơn vị cá nhân khẩn trương hoàn thiện. Đối với cung đường Lê Đại Hành, phường 1, những công trình kiến trúc biệt thự cổ Đà Lạt đã và đang được các họa sĩ của thành phố Đà Lạt phác họa để cho ra mắt du khách trong dịp lễ diễn ra lễ hội hoa. Ghi nhận của khán giả Đăng Khoa, số điện thoại 0945 3 số cuối 313. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.